Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Màu sắc may mắn năm 2019 cho tuổi Sửu, vạn sự như ý, danh lợi đủ đầy. Người tuổi Sửu nếu biết vận dụng những màu sắc phong thủy năm 2019 thì chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều may mắn, công danh tăng tiến, tình duyên vượng sắc. Cùng Lịch Nghề Tốt xem ngay sau đây để biết nhé. Màu sắc phong thủy năm 2019 cho tuổi Sửu, tình duyên vượng sắc, màu vàng. Xem tử vi tình duyên 2019 của tuổi Sửu, đào hoa vận của con giáp này vẫn khá tốt, nhận được lời cầu chúc may mắn từ tử vi 2018. Con giáp này được rất nhiều người yêu quý, nhân duyên cũng không tồi. Tuy cũng có những lúc sóng gió dập vui, nhưng bản mệnh sẽ đạt được điều mình mong muốn. Những chú trâu thường khá trầm tính, sống hướng nội và không biết cách thể hiện tình cảm bằng lời nói. Họ thu hút người khác phái hoàn toàn bằng sự quyến rũ tự thân, bằng khí chất do tự mình phát ra. Có điều không phải ai cũng nhìn thấy được vẻ đẹp nội tâm của tuổi Sửu. Con giáp này có thể phải vận dụng màu sắc may mắn theo phong thủy 2019 của mình để tình duyên thêm vượng sắc. Vấn đề lớn nhất của những chú trâu trong chuyện tình cảm đó là các mối quan hệ của bạn quá ít. Có thể bản mệnh xây dựng được mạng lưới khách hàng hay bạn bè rộng lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là mạng lưới quan hệ tình cảm của bạn cũng rộng lớn. Màu vàng sẽ giúp cho con giáp này tăng sức hấp dẫn trong mắt của người khác phái, cũng giúp cho bạn có nhiều cơ hội nắm bắt tình cảm hơn. Màu sắc phong thủy năm 2019 cho tuổi Sửu, sức khỏe dồi dào, màu đỏ. Bước sang năm Kỷ Hợi, tình hình sức khỏe của tuổi Sửu không có quá nhiều điểm đáng lo ngại. Những vấn đề nhỏ phát sinh trước đó vẫn còn, nhưng không tiến triển theo chiều hướng nghiêm trọng. Tử vi 2019 của tuổi Sửu cho thấy bạn vẫn đang giữ những thói quen chăm sóc sức khỏe khá tốt, nhất là trong chuyện ăn uống và tập luyện thể dục thể thao. Song bản mệnh không cần thiết phải chú tâm quá nhiều đến vấn đề sức khỏe mà căng thẳng quá mức, như vậy cũng đâu có lợi gì. Hãy đảm bảo cho mình chế độ sinh hoạt lành mạnh, theo dõi những thay đổi của cơ thể để can thiệp kịp thời. Màu đỏ sẽ là màu sắc may mắn năm 2019 cho sức khỏe của con giáp này. Hãy thường xuyên dùng trang phục hay là đồ dùng màu đỏ để tinh lực chẳng có lúc nào suy giảm. Màu sắc phong thủy năm 2019 cho tuổi Sửu, tài lộc dồi dào, màu trắng. Tài vận năm 2018 của tuổi Sửu không được tốt cho lắm, nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi khi bước sang năm Kỷ Hợi. Theo tử vi tài lộc 2019 của tuổi Sửu, con giáp này sẽ đạt được những bước tiến khá lớn trên hành trình tìm kiếm tài lộc cho mình. Màu trắng chính là màu sắc may mắn mang về tiền bạc trong năm cho những chú trâu. Đồ dùng hay trang phục mang màu sắc trắng sẽ giúp bản mệnh trở nên minh mẫn, tỉnh táo, công việc tiến triển tốt, thu nhập chỉ tăng chứ chẳng bao giờ lùi. Nói vậy là vì tử vi sự nghiệp tuổi Sửu 2019 cũng chỉ rõ trong khoảng thời gian tới bản mệnh sẽ đạt được đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình, chính tài vượng, tài vận lý tưởng. Thu nhập từ công việc chính là nguồn thu chủ yếu của con giáp này. Thậm chí sự may mắn tăng tiến về tài lộc sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bản mệnh trở nên suôn sẻ, hanh thông thêm nhiều phần nữa. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không vận dụng ngay màu sắc phong thủy năm 2019 vào trong cuộc sống của mình cơ chứ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.